Trung Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ Trung Nguyên cập nhật tình hình những bản tin vui của Ukraine đang cần thiết. Trung Nguyên nhắc lại là Ukraine đang ở trong cái giai đoạn rất là khó khăn. Cô chú anh chị em rất là khó khăn rất rất là khó khăn Ukraine đang ở trong một cái giai đoạn rất là khó khăn và Ukraine đang cần sự giúp đỡ và hỗ trợ Ukraine đang cần sự giúp đỡ và hỗ trợ và cái điều này nó đang vô cùng cần thiết cho Ukraine và cuối cùng có những sự giúp đỡ mà Nguyên muốn nêu lên cho các quý vị nó vô cùng quan trọng đầu tiên nhất là Mỹ và Đức tuy rằng cái gối trợ cấp của Mỹ đang bị kẹt với hai đảng chưa được thống nhất giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ở tại quốc hội cái gói trợ cấp 64 tỷ vẫn chưa giải quyết nhưng Hoa Kỳ có những cái biện pháp à, kêu là hậu cần để mà tìm những biện pháp giải cứu đó là nâng tầm đối tác sản xuất vũ khí với Ukraine các quý vị cũng biết là giữa Mỹ và Ukraine đã có những ký hợp đồng và sản xuất tại Ukraine vũ khí và đây là cái biện pháp tốt nhất chúng ta giúp người ta không thể giúp mãi mãi được giúp người ta bằng tiền không bằng giúp người ta một cái nghề. vì cơ người ta có nghề nghiệp người ta có công an việc làm thì người ta sẽ không cần thiết sự giúp đỡ của chúng ta và giúp đỡ người ta dưới một cách lâu bền bằng cách tạo cho người ta có một cái nghề nghiệp. nếu chúng ta cứ gửi vũ khí cho người khác thì không bằng tốt nhất là yểm trợ người ta chế tạo vũ khí. khi người ta tự chế tạo vũ khí người ta không cần thiết phải cần cần thiết phải cần chúng ta giúp đỡ tất nhiên là Hoa Kỳ phải đắn đo rất là lâu mới đưa ra những cái quyết định như vậy vì Hoa Kỳ phải chia chia cái công nghệ cái sự hiểu biết của mình à, đặc biệt là những cách làm sao chế tạo đạn dược chế tạo hệ thống phòng không những cái công nghệ đó là công nghệ bí mật quốc phòng nhưng với cái bối cảnh là tình hình ngày hôm nay cuộc chiến tranh có thể kéo dài nhiều năm và nhiều tháng không ai biết được giữa Ukraine và nga chừng nào chấm dứt Hoa Kỳ không còn biện pháp nào khác đó là nâng cái khả năng sản xuất vũ khí của Ukraine trong nội địa tạo cho Ukraine một cái cơ hội sản xuất vũ khí và Ukraine tự sản xuất vũ khí để dùng vũ khí đó để bảo vệ lãnh thổ của mình và bởi vì cái gối trợ cấp của Mỹ đang bị trục trặc nên là Mỹ đã thúc đẩy cái quá trình sản xuất vũ khí cùng Ukraine với cái tốc độ lẹ hơn so với đúng ra là vào tháng 3 năm 2024 thì những cái hợp đồng mới mới được ký chính thức nhưng ngày hôm qua thì đã ký rồi vì họ phải cái quá trình nó không được quá chậm trễ khi ukraine đang cần thì trong những giai đoạn tới nó sẽ là giai đoạn gì có nghĩa là bắt đầu là những cái kỹ sư những cái nhà chuyên gia họ sắp đến ukraine khi cái hãng được thành lập và những dụng cụ máy móc ở tại hoa kỳ sẽ gửi đến ukraine rồi họ sẽ huấn luyện đào tạo uh, uh, những người làm việc và với cái công nghệ của Hoa Kỳ để sản xuất vũ khí. Mà không riêng biệt vì Mỹ đâu, thì có nhiều tập đoàn công ty của Pháp, của Đức cũng đang cái quá trình làm ở tại châu Âu, liên minh châu Âu làm việc với Ukraine. Và bây giờ người ta thúc đẩy cái lĩnh vực này vì không ai giúp Ukraine mãi mãi. Cái điều đó thì nguyên cũng hiểu không ai không thể nào người ta có thể kinh phí giúp Ukraine mãi mãi được. Người ta giúp Ukraine nhất thời. À, chứ không thể giúp Yêu Khanh hoài nên bây giờ người ta muốn tạo ra cái, cái hạ tầng để sản xuất vũ khí tại Yêu Khanh và yểm trợ Yêu Khanh trong cái con đường này đây là một cái bản tin nó khá là chấn động và được có rất là nhiều người bận tâm à, trong thời gian gần đây trong thời gian gần đây và cái bản tin này đối với Nguyên đó là một cái đánh giá rất là tốt nhưng tại sao Nguyên nói á, chúng ta phải đứng lên chính bản đôi chân của mình người ta giúp đỡ mình, người ta kè mình nhưng chúng ta quá lệ thuộc về người ta thì chúng ta không thể nào tự cường được người ta yểm trợ yêu khanh một phần nhưng yêu khanh cũng phải tự giác một phần nhưng bây giờ thì bắt đầu muốn cho yêu khanh tự động thì phải yểm trợ yêu về vấn đề hạ tầng hạ tầng sản xuất thì đây là một cái bước đi mà nguyên thấy là cái bước đi thông minh sáng suốt và cái ước bi này nó sẽ yểm trợ cho uy khanh trong thời gian sắp tới và yêu khanh sẽ trở thành một quốc gia cường quốc về vấn đề khí tài quân sự nhưng mỹ phải hy sinh đó là vấn đề công nghệ của mình không mất tiền nhưng sẽ mất về công nghệ và nhiều khi công nghệ nó còn đáng giá hơn tiền ha, vì chúng ta mất về cái khả năng sản xuất một cái quốc gia cạnh tranh chúng ta chia sẻ với công nghệ này thì đối đối với là quốc phòng của ba kỳ nó tổn hại nặng nề nhưng nếu mà là đồng minh thì không có cái gì cả các quý vị đó là bản tin liên quan đến lĩnh đề của Ukraine ngoài ra thì cái gối trợ cấp khẩn cấp của nước Đức ngày hôm nay đã mới vừa công bố bổ sung cho chúng ta biết cái gói trợ cấp khẩn cấp trong đó nó có gồm 10 chiếc máy bay không người lái trinh thám 8 chiếc xe 8 chiếc xe tải chở dầu 100.000 thiết bị uh, y tế cho binh sĩ khẩn cấp và 1.755 đầu đạn 100mm một số lượng thiết bị khác giống như là hệ thống Khada đây là cái gối trợ cấp khẩn cấp của Đức họ gửi vì Ukraine họ đang cần Lý do Nguyên nói là bởi vì cái sự tấn công của Nga như là vũ bão ở khu vực miền Bắc. Ngày hôm nay cái báo cáo của phía bên Viện Nghiên cứu Chiến tranh thì Nga tổn thất cực kỳ là nặng nề. Cái số lượng của Nga một tầng tổn thất trên 11.000 binh sĩ. Một tầng. Một tầng các quý vị. Trên 11.000 binh sĩ. À, có nghĩa là một ngày Nga mất hơn 1.000 binh sĩ mỗi ngày theo viện cứu chiến tranh họ đưa ra cái báo cáo đó nhưng nga vẫn tiếp tục tấn công vì nguyên nói lời cuối năm ngày 14 tây còn vài ngày nữa thôi 6 ngày nữa là putin phải có cái lời phát biểu cuối năm thì phải có cuộc chiến thắng nếu mà không có cuộc chiến thắng thì nó khó khăn uh, cho putin lắm đặc biệt là mất đi cái sĩ khí quân đội và người dân vô cùng bất mãn Putin phải cần có một cái cuộc chiến thắng để công bố với người dân vào ngày 14 tây tháng 12 này. Đó là bản tin liên quan đến sự việc tin khẩn cấp mà tin cũng là tin vui. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua cái bản tin mà đối với Nguyên nó đang sôi động. Đó là cái gối trợ cấp của Ukraine ở tại Mỹ giải quyết nó như thế nào. Ngày hôm nay Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Anh quốc đó là ông David Cameron. David Cameron đã kêu gọi... Uh, Quốc hội của Mỹ hãy nên mở cái gào cản cái gối trợ cấp cho Ukraine vì Ukraine vô cùng cần thiết và chúng ta không thể để cho Ukraine thất bại và chúng ta cũng không để cho nga có một cơ hội nhỏ dù là một cái mảnh đất nhỏ để cho nga thắng trong cái giai đoạn này và ông uh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của phía bên Anh Quốc. Đã kêu gọi, trong nguyên nhắc ông David Cameron, đã kêu gọi Hoa Kỳ phải thúc đẩy cái việc này và giải quyết khẩn cấp cái việc này. Thì Nguyên nói là thiếu cái gối trợ cấp của Mỹ đó là một cái điều đáng tiếc trong cái giai đoạn này. À, tuy rằng Mỹ không có cung cấp thì Ukraine cũng sẽ không thất bại, cũng sao không mất nước. Nhưng làm cho Nga có một cái cơ hội chiến thắng những cái khu vực nhỏ giống như Kharkivka hay là Bakhmut. Nó sẽ làm sĩ khí quân đội của Nga tăng cao và nó sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh trong tương lai nó phức tạp hơn. Mỹ cũng không thể nào bỏ mặt Ukraine được. Vì nếu bỏ mặt Ukraine thì chính nghĩa ở đâu? Leadership ở đâu? Liên minh NATO nhìn Mỹ như thế nào? Các anh có thể bỏ rơi đồng minh lúc nào cũng được. Các anh như thế này như thế kia. Niềm tin về Mỹ ở đâu? Nên là cái điều đó nó cũng làm khó. Nên là trong cái giai đoạn này mà Mỹ mà chậm trễ thì nó có thể nói là tạo cái cơ hội cho Putin có một cái cơ hội, có một bài phát biểu tuyệt vời cho ngày 14 Tây. Nên là ông David Cameron, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Anh Quốc đã nhắc đi, nhắc lại và kêu gọi hãy gửi khẩn cấp vũ khí để yểm trợ. Thì đảng Dân Chủ với cái đường lối của chống chánh quyền Joe Biden giải quyết vấn đề này như thế nào? Tổng thống Joe nhà ta là có cái ý kiến. Đảng Cộng Hòa thì muốn vấn đề chặt chẽ về biên giới, thì muốn trao đổi. Bây giờ cái anh muốn biên giới chặt chẽ, Tôi sẽ làm chặt chẽ Tôi sẽ xây biên giới Tôi sẽ đuổi hết tất cả những người di dân Nhưng đổi lại Các anh phải đồng ý 64 tỷ cho Uy Khanh Hiện bây giờ họ đang trao đổi Về cái quan điểm Cái sự việc Là giữa vấn đề biên giới Để trao đổi cái gối trợ cấp à, Gối trợ cấp à, Cho Uy Khanh Có cái vị kêu là Nhật Bản cho 4 tỷ gửi Nhật Bản cho nhiều lắm Trong thời gian qua thì Nhật Bản cho cũng nhiều Nhưng mà nguyên ít cập nhật cái số tiền Nhật Bản cho đặc biệt là cái Nhật Bản có những cái vai trò khác ở trong cái cuộc chiến ủng hộ trên đó là vai trò ngăn chặn tiền điện tử của Nga Nhật Bản làm cái vai trò đó rất là tốt mà Nhật Bản có những cái vai trò khác và thông tin của Nhật Bản nó rất là nhiều nguyên coi mỗi ngày tuy rằng không có hiểu tiếng Nhật nguyên có phiên dịch có phiên dịch à, vì Nhật Bản có những nguồn tin khá là lẻ khá là chính xác và khá là lẻ ở tại Ukraine và Nhật Bản có một cái đài chuyên gia nói về Ukraine mỗi ngày trung nguyên tiếp tục trong cái chủ đề à, chúng ta hiểu được cái gối trợ cấp của mỹ cái gối trợ cấp của mỹ hiện bây giờ thì phía bên cảnh tránh, tránh quyền của joe biden đó, đang muốn trao đổi với đảng cộng hòa thì cái điều này nó rất là tốt các quý vị cái vứt này nó rất là tốt thì phía bên đảng cộng hòa thì họ thích họ thích cái vấn đề của biên giới đã mà tổng thống joe biden thì cái biên giới nó lỏng lẻo nó lỏng nó lỏng ông làm lỏng, nó lỏng, nó lỏng, nó lỏng, lỏng. bây giờ thì nó trao đổi Nguyên không biết là cái đưa cái cán cân trao đổi này nó có trao đổi được hay không à, một bên thì sẽ có cái vấn đề mà thành công về vấn đề siết chặt biên giới quyền lợi tôi đã đòi hỏi cái quyền lợi bảo vệ biên giới chặt chẽ với Mexico đổi lại cái gói trợ cấp của Ukraine thì hiện bây giờ vẫn còn nằm trong cái phạm vi đưa ra vấn đề tranh cãi để mà thỏa thuận vì hiện bây giờ cái áp lực áp lực của xã hội của dư luận trên thế giới với những quốc gia đồng minh ban giao đang áp lực đến quốc hội của Hoa Kỳ rất là nhiều À, cả luôn những lời phát biểu gần đây của những người ta nói là nếu sau này mà không yểm trợ cho Ukraine thì là người Mỹ phải bắt buộc phải bước vào cuộc chiến cái câu nói này nó không phải là sai Châu Nguyên nói luôn các quý vị luôn có nhiều người họ không hiểu cái điều đó đặc biệt là cái quan điểm mấy bác là không ủng hộ Ukraine nữa nhiều lắm người Việt Nam chúng ta cũng có vì họ cho là quá mệt mỏi cái đường lối của họ nhưng mà cái vấn đề mà tương lai người Mỹ phải bước vào cuộc chiến với Nga chuyện nó có thể xảy ra vì Mỹ đã cam kết đồng minh liên minh NATO trừ khi Mỹ tách rời ra khỏi NATO Mỹ có thể làm điều đó Mỹ có thể tách rời ra khỏi NATO thì Mỹ sẽ trở thành một cái quốc gia độc lập cá nhân Mỹ muốn làm gì Mỹ làm nhưng Mỹ sẽ mất đi cái tầm ảnh hưởng quản lý Mỹ sẽ mất đi cái vấn đề ban giao về kinh tế tầm ảnh hưởng của Mỹ sẽ không còn tác động đó là Mỹ phải lựa chọn đường ngắn hay đường dài nếu muốn bảo vệ cái cái quyền lợi tối đa nước Mỹ vẫn là cái quốc gia hàng đầu của thế giới thì Mỹ bắt buộc phải hy sinh về vấn đề kinh tế. Nếu Mỹ muốn bảo vệ kinh tế thì Mỹ sẽ mất đi vấn đề lãnh đạo. Thì nó có lợi cho người Mỹ bây giờ với cái lợi cho người Mỹ tương lai. Nếu chúng ta bảo vệ kinh tế của Mỹ bây giờ thì mấy bác đang ở Mỹ là người hưởng lợi. Nhưng con của bác sẽ không là người hưởng lợi. Vì tương lai đất nước Mỹ sẽ suy yếu sự ảnh hưởng ngoại giao của Mỹ, ban giao của Mỹ nó sẽ đi sụt tụt luôn và nước Mỹ sẽ không thể giữ được cái vị trí hàng đầu của thế giới. Cái thế hệ sau của Mỹ nó sẽ không được dỗ ngực xưng tên nó là cường quốc được nữa, nó là đại cường quốc được nữa. Đó. Còn nếu các mấy vị khi sinh bây giờ thì cái vị thế của Mỹ nó vẫn sẽ giữ một thời gian còn lâu dài. Vì ảnh hưởng tầm ảnh hưởng của Mỹ, đồng minh của Mỹ vẫn còn. Đó là các quý vị phải lựa chọn lựa chọn nhất thời hay lựa chọn lâu bền, đó là cái quan điểm chính trị mà thôi. Thì hiện bây giờ thì mỗi người có một cái nhìn riêng về cái lãnh vực của Uy Khanh. Thì hiện bây giờ người ta đang tìm những cái biện pháp cụ thể để mà giải quyết, có những người thì dùng những từ ngữ rất là cứng rắn là nếu không yểm trợ Uy Khanh thì tung lương tương lai Nga và Mỹ sẽ bước vào cuộc chiến và con em, chồng, con của các quý vị phải chiến tranh. Cái câu nói này là cũng khá làm đau cho người Mỹ. Đó. Nên là hiện bây giờ cái gói trợ cấp 64 tỷ cũng là một cái mấu chốt đang căng thẳng và trong nội bộ bầu cử ở tại Hoa Kỳ đang kịch liệt. Trong nguyên nói, tránh trị gia họ nói một mặt là bởi vì họ cần lá phiếu của cử tri. Khi họ lên làm tổng thống rồi, chưa chắc là họ sẽ làm y hệt như vậy. Cái điều này các quý vị phải nhớ. Đừng có nghĩa là ông tổng thống, ông nói là tôi không ủng hộ Khan nha. Tôi không ủng hộ Khan À, nhưng mà chưa chắc ông làm tổng thống rồi Ông sẽ không ủng hộ Uy Khanh Có những ông là tôi ủng hộ Uy Khanh đó Và khi ông lên làm tổng thống rồi chưa chắc ông ủng hộ Vì khi ông ngồi cái vị trí tổng thống Ông sẽ có những cái áp lực khác Đặc biệt là trong phe đảng phái của ông Sẽ có những cái nhu cầu Và lúc đó nó sẽ có sự tranh cãi để giải quyết Vì chúng ta chưa làm tổng thống Thì chúng ta không có trách nhiệm, chúng ta dễ nói Nhưng mà khi ngồi cái vị trí tổng thống rồi Thì lúc đó nó hoàn toàn lại khác thì đó các người phải nhớ là không phải ông tổng thống nào ổng cũng sẽ giữ cái lời cam kết của ổng lúc ổng là ứng cử viên cả à à không phải lúc nào cũng là ứng cử viên cả cho nguyên nhắc lúc mà tổng thống Joe ông ta lên làm tổng thống thì ông ta hứa dữ lắm và kết cục ông ta làm được bao nhiêu cũng chẳng thấy bao nhiêu thì đó là cái điều mà chúng ta hãy nên làm quen chứ đừng quá đặt cái niềm tin trên một cái người ứng cử viên họ nói 100 lời mà họ thực thi được 50% đó là kỳ tích rồi Đó là kỳ tích Tại sao người ta thích cựu tổng thống Donald Trump Là bởi vì ông ta làm được nhiều việc hơn so với tổng thống khác Vậy thôi So với những gì ông ta cam kết thì ông ta làm được nhiều hơn Những cái gì ông ta hứa Nên là những cử tri bỏ cho những đợt trước Họ vẫn niềm tin Họ vẫn niềm tin là à, Ông này ông hứa là ông sẽ làm Nhưng mà chuyện đời không ai biết gì cả các người đó là chúng ta chúng chúng ta đặt cược chúng ta bỏ phiếu cho một người nào đó chúng ta đặt cược và cái đặt cược chúng ta chưa chắc là chúng ta sẽ thắng cái người đó sẽ cam kết giữ lời hứa chúng ta cái điều đó chúng ta chưa chắc hoàn toàn đó là bản tin liên quan đến cái gói trợ cấp của của Mỹ dành cho Ukraine ngày hôm nay và bây giờ Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em cái bản tin khá là hot uh, nóng vừa thổi vừa ăn. Đó là liên quan đến ông Tập Cảng Bình. Ngày hôm nay liên quan Tập Cảng Bình, chúng ta có rất là nhiều những bản tin liên quan Tập cản Bình và Trung Quốc. Đầu tiên nhất là bản tin người ta rất là nhiều người đang phàn nàn, đặc biệt là vấn đề những tổ chức nhân quyền. Đó là 600 người của Bắc Triều Tiên đã chạy trốn qua bên Trung Quốc. Rồi bây giờ 600 người này đã mất tích. Và người ta đã lên án rất là nhiều người. Nói chảy Từ Bắc Triều Tiên mà chạy qua bên Trung Quốc làm cái gì? Nguyên nói thực tế tất nhiên là Bắc Triều Tiên nó rất là tồi tệ một cái quốc gia nó hoàn toàn cuộc sống nó rất là rất là khó khăn mà hết quốc gia chạy qua bên Trung Quốc à, và 600 người này đã bị mất tích có nghĩa là theo người ta nguồn tin là 600 người này sẽ bị trả trở về Bắc Triều Tiên trả trở về Bắc Triều Tiên 600 người này sẽ trả về chắc Bắc Triều Tiên 600 người này thì người ta đã lên án cái sự tàn bạo vì những người này là họ trốn cái chế độ Kim Jong Un, họ tìm một cái vùng đất tị nạn mà bị Trung Quốc trục xuất trở về và hiện bây giờ cũng không biết tình trạng của 600 người này thế nào. Tất nhiên là có những tin đồn, tin đoán là 600 người này trở về nước sẽ là một cái sự ngược đãi và sẽ bị bắt vào tù và sẽ có những cái hành động và đặc biệt là 600 người này hơn 85% là phụ nữ nên là hiện bây giờ phía bên Liên Hiệp Quốc Uh, phía bên tổ chức về phụ nữ tổ chức về nhân quyền họ đang cố gắng tối đa để mà giải cứu 600 người này uh, đối với nguyên nói là họ không lựa chọn chính xác đi tìm tị nạn thì phải lựa những cái quốc gia họ tôn trọng nhân quyền họ chạy cái quốc gia độc tài để chạy qua một cái độc tài khác thì nó tác dụng gì uh, bây giờ giống như <laughs> bây giờ bây giờ từ giống như việt nam đi qua tị nạn ở iran làm gì nó giống nhau thí dụ như vậy nó không có cái gì hết nó còn tệ hơn nữa à, nó là tại vì họ lựa không đúng quốc gia họ lựa không đúng quốc gia vì họ xin đi tiện nạn là phải đi đúng 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 quốc gia các thứ vậy nó là bữa nay thì đó là cái bản tin của Trung Quốc mà cái bản tin Trung Quốc mà người ta nói nhiều nhất của ngày hôm nay đó là lời đe dọa của phía bên Tập Cận Bình ông Tập Cận Bình nói với châu Âu rằng đừng đối đầu với chúng tôi đây tập CẢNG bình ngày hôm nay gửi tối hậu thư cho châu âu gần đây nhất thì các người biết là sau cái cơn dịch bệnh thì bắt đầu liên minh châu âu đó 27 quốc gia thì họ mới học được một cái bài học là đặt trứng ở trong một cái gỗ biến cố xảy ra nguyên cái bài nguyên cái ổ trứng nó sẽ bị bẫy hết và họ đã gặp cái vấn đề kinh tế hàng hóa nó bị hao hụt ở chợ búa cái gì cũng thiếu và từ lúc đó cái bài học để đời và lúc đó họ nói ơi chết 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 sợ quá từ lúc đó thì họ hạn chế cái vấn đề là nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc. Họ đánh thuế cho những công ty ở nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc. À, bắt đầu là họ làm khó dễ Trung Quốc về vấn đề thuế má tăng cao. À, họ làm cho Trung Quốc mất đi cái lợi nhuận về kinh doanh. Thì gần đây nhất thì họ đã dán rất là nhiều đòn, đặc biệt là bà Unsa der Leyen là bà chủ tịch Liên minh châu Âu. Bà đã ra rất là nhiều những lệnh trừng phạt nhắm vào Trung Quốc về vấn đề kinh tế nên là ông gần đây nhất thì giữa gặp mặt ông vương nghị qua bộ trưởng bộ ngoại giao là ông michel của phía bên châu âu và gặp nhiều người khác thì ông tập cảng bình đã nổi cơn điên và ông ta đã gửi cái cảnh cáo cho châu âu rằng là đừng đối đầu với chúng tôi hậu quả sẽ như thế nào thì uh, Trung Nguyên nói đó bây giờ là Trung Quốc đã trở thành cái bia nhắm và người ta bắt đầu sợ và người ta muốn tách rời vì người ta bắt đầu hiểu được cái nguy hiểm của Trung Quốc như thế nào. Và người ta muốn bảo vệ cái chủ quyền và quyền lợi đất gia thì châu Âu bắt đầu người ta mới không chơi với Trung Quốc, người ta mới chơi với Việt Nam này cái này Việt Nam hưởng lợi lên đó đó. Hưởng lợi là không chơi với Trung Quốc nữa, bắt đầu chuyển sang Việt Nam, Malaysia, Philippines. Đó, họ tìm cái nguồn cung cấp và sản xuất ở tại những quốc gia này hơn là Trung Quốc. Thì ông Tập Cắn Bình bắt đầu là ông ta không có vui các quý vị Nên là Tập Cắn Bình đã đe dọa châu Âu ngày hôm nay Ông đe dọa cái gì thì Nguyên không biết Ông dùng cái gì để đe dọa được Những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua Thủ tướng Israel cảnh báo biến thủ đô Liên bang thành Gaza Israel không kích sang phẳng tòa nhà chứa tổ săn tăng Hamas Ukraine nghĩ cách sáng tạo phá phong tỏa xa tải ở Ba Lan Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo gửi binh sĩ tới Ukraine để chống lại Nga. Nổ lớn ở Crimea, đường ống khí đốt phát nổ, hàng chục người Nga có nguy cơ lạnh cống trong mùa đông. 9 dây hạ cục mục tiêu gây kinh hoàng của xạ thủ Ukraine. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Xin mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Thủ tướng Israel cảnh báo biến thủ đô Lebanon thành Gaza Quý vị thân mến, lãnh đạo Israel cảnh báo thủ đô Beirut của Lebanon có thể biến thành giải Gaza nếu lực lượng Hezbollah mở mặt trận nhằm vào nước này. Vào ngày 7 tháng 12, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ tàn phá Beirut và miền Nam Lebanon nếu Hezbollah mở mặt trận thứ hai trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Ông Benjamin Netanyahu nói rằng nếu Hezbollah quyết định mở một cuộc chiến tổng lực, chính họ sẽ biến Beirut và miền Nam Liban thành Gaza và Khan Yunis, Israel thực hiện cuộc tấn công trên diện rộng ở phía bắc giải Gaza để trả đũa cuộc tấn công của Hamas. Israel đã chuyển trọng tâm sang phía nam Gaza, trong đó quân đội nước này đang tiến vào khu vực Khan Yunis. Ông Netanyahu đưa ra cảnh báo trong chuyến thăm trụ sở Bộ chỉ huy phía bắc của lực lượng phòng vệ Israel. Đây là đơn vị có những cuộc đụng độ với Hezbollah dọc biên giới Liban trong những tuần kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Hezbollah bày tỏ tình đoàn kết với Hamas. Khi giao tranh ở giải Gaza ngày càng leo thang, Israel và Hezbollah thường xuyên phóng hỏa lực xuyên biên giới để đáp trả qua lại. Tuy nhiên, đến nay, Hezbollah vẫn kiểm soát tình hình, trì hoãn phát động chiến dịch quân sự toàn diện nhằm vào Israel. Điều này giúp giảm bớt lo ngại rằng cuộc xung đột israel hamas sẽ trở thành cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Tổng thống Joe Biden vừa có cuộc nói chuyện với cả Thủ tướng Netanyahu và Quốc vương Abdullah II Michael Jordan về những diễn biến mới nhất ở Gaza. Ông Biden bày tỏ mối lo ngại đối với các con tin ở Gaza về cuộc tấn công nhằm vào người Palestine ở bờ Tây và tầm quan trọng của việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza. Theo Tòa Bạch Úc, Tổng thống Biden và quốc vương Abdullah II khẳng định cam kết hợp tác với các quốc gia khác trong khu vực nhằm giúp đạt được thỏa thuận hòa bình, bao gồm cả việc thành lập nhà nước Palestine độc lập. Vào ngày 7 tháng 10, Xung đột Hamas-Israel nổ ra khi các chiến binh Hamas tiến vào miền nam của Israel và giết chết 1.200 người, chủ yếu là dân thường. Hamas cũng bắt giữ hơn 200 con tin, đưa trở lại Gaza. Israel không kích săn phẳng tòa nhà chứa tổ săn tăng của Hamas Quân đội Israel công bố video ghi lại cảnh lực lượng của nước này không kích hạ một tổ săn tăng của Hamas tại miền nam dãy Gaza vào ngày 7 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel thông báo các tổ tác chiến của tiểu đoàn biên phòng số 636 xác định nhóm chiến binh mang súng chống tăng kiểu RPG tiếp cận và khai hỏa nhằm vào đơn vị thuộc lữ đoàn bộ binh số 1 Golani. Lực lượng trinh sát Israel phân hành máy bay không người lái, quay lại cảnh các thành viên Hamas mang theo súng chống tăng rời khỏi khu nhà cao tầng, khai hỏa về phía đối phương rồi rút vào nơi ẩn nấu đây dường như là một tổ săn tăng chuyên thực hiện nhiệm vụ hạ xe tăng thiết giáp israel uav israel xác định vị trí của nhóm tay súng hamas và chỉ thị mục tiêu cho không quân lực lượng phòng vệ israel cho biết toàn bộ tay súng đều bị hạ bởi hỏa lực yểm trợ tầm gần video được idf công bố cho thấy nhiều vệt đạn bắn về một tòa nhà đang cháy cũng như ít nhất hai tay súng bị hạ trong trận không kích trước đó lực lượng phòng vệ